3 bài tập giúp tăng khả năng kiểm soát bóng. Các bạn cùng theo dõi và thực hiện những bài tập này nhé. Bài 1, sử dụng lòng trong. Thì bài này các bạn cũng đã xem nhiều trong video clip của mình, nhưng lần này mình nâng cao một tí, đó là các bạn vừa đá sang ngang và vừa di chuyển tới lui. Đây là bài tập giúp tăng khả năng kiểm soát bóng bằng lòng trong rất tốt. Như mình đã dặn, các bạn cứ tập từ chậm tới nhanh dần, tập tại chỗ trước, sau đó bắt đầu mình di chuyển. Dùng lòng trong thì không giúp các bạn lướt nhanh, nhưng sẽ giúp các bạn thoát được pressing khi lâm vào tình huống bị áp sát và những tình huống cần xử lý trong không gian hẹp. Ok, vậy là xong bài cải thiện lòng trong. Bây giờ chúng ta tới bài thứ hai, đó là luyện má ngoài. Luyện má ngoài để tăng sự biến hóa trong việc rê chắc bóng. Các bạn chạm nhẹ lòng trong và má ngoài như là mình làm mẫu. Tập một chân trước, sau đó chúng ta tập chân còn lại. Cũng tập từ chậm tới nhanh dần, không có gì phải vội. Đây, chân phải xong rồi thì mình tập qua chân trái. Khi mà hai chân đã tập quen và thoải mái, chúng ta bắt đầu tập động tác này nâng cao bằng cách dùng cả hai chân. Luyện bài tập này chắc chắn sẽ giúp chân các bạn sẽ rất là nhanh nhẹn và hỗ trợ rất nhiều trong việc rê chắc bóng. Mình cũng đã lên video về những cái bài tập giúp hỗ trợ sự nhanh nhẹn trong thi đấu bóng đá. Các bạn có thể xem thêm trong tường của mình nhé. Ok, xong lòng trong, xong má ngoài. Bây giờ chúng ta tới bài thứ ba, đó là luyện gầm level cao. Mình gọi là level cao tại vì trong video trước mình có hướng dẫn một bài tập gầm, đó là các bạn đứng tại chỗ và không kéo qua lại, chỉ đạp lên bóng. Còn bài này chúng ta sẽ dùng hai gầm để đạp qua lại trái bóng. Bài tập này sẽ giúp các bạn sử dụng gầm của mình thật là thuần thục, hỗ trợ rất tốt trong việc thực hiện những cái pha kéo bóng, đặc biệt khi đối mặt với thủ môn. Ok, vậy là xong 3 bài. Các bạn cố gắng tập luyện thật là chăm chỉ nhé. Anh em nào muốn sắm tất chống trượt AK Pro thì mình để sẵn link trên chỗ miêu tả video này nha. Mua vào đá đảm bảo lên level nha anh em. Xin chào và cảm ơn các bạn nhé.